Chiều 6 tháng 1, Bưu điện tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban nhiên nhân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng tham dự hội nghị. Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, tập thể Bưu điện tỉnh Đồng Nai đã nỗ lực vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, doanh thu thực hiện của đơn vị là gần 610 tỷ đồng, đạt 99,4% kế hoạch và tăng 13% so với năm 2020. Lợi nhuận thực hiện hơn 13,6 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2020. Mức nộp ngân sách của đơn vị trong năm 2021 là gần 14 tỷ đồng. Bưu điện tỉnh cũng đang tích cực đưa các sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử postmark.vn nhằm thúc đẩy chuyển đổi số nông nghiệp tại địa phương. Bưu điện tỉnh Đồng Nai cũng là đơn vị duy nhất được Ủy ban nhân dân tỉnh ký kết triển khai cung cấp dịch vụ vận chuyển giao hàng trên sàn thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai đến các địa chỉ trong và ngoài tỉnh. Trong những ngày dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Bưu điện tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết yếu chung tay vì cộng đồng. Trong đó, đơn vị đã phát 100 tấn gạo miễn phí, hạt vàng bưu điện cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tổ chức 32 điểm giao dịch bưu điện bán hàng bình ổn. Cùng với đó, Bưu điện tỉnh Đồng Nai đã tiếp tục đẩy mạnh triển khai cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Năm 2022, Bưu điện Đồng Nai đề ra kế hoạch đạt doanh thu 634 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2021. Để thực hiện mục tiêu này, đơn vị sẽ tập trung đẩy mạnh các dịch vụ của mình như bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối truyền thông. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng biểu dương những kết quả đạt được của Bưu điện tỉnh Đồng Nai trong năm 2021. Theo đó, đơn vị đã phục vụ xuyên suốt trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, góp phần vào phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Qua đó, Bưu điện Việt Nam nói chung và Bưu điện tỉnh Đồng Nai nói riêng không chỉ là cánh tay nối dài mà còn là bộ mặt của các cơ quan hành chính, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ nhân dân, đặc biệt trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội kéo dài do thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong năm 2022, lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Bưu điện tỉnh thực hiện nhiệm vụ của mình, đặc biệt là chỉ đạo sát sao việc thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và bộ phận một cửa. Tại hội nghị cũng đã diễn ra nghi thức khen thưởng các tập thể cá nhân của Bưu điện tỉnh Đồng Nai đạt thành tích xuất sắc năm 2021. Trong đó, Bưu điện thành phố Long Khánh đã được tặng cờ thi đua của Bộ Thông tin Truyền thông, Bưu điện tỉnh Đồng Nai và năm đơn vị thành viên nhận giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.